Trong suốt nhiều ngày qua, Israel không ngừng không kích Gaza, biến nhiều khu vực thành đống gạch vụn. Nhưng câu hỏi được đặt ra là kết cục sẽ như thế nào? Chuyện này sẽ kết thúc ở đâu, khi nào và ra sao? Nhiều nguồn tin nói với các nhà báo của Reuters rằng họ không thấy dấu hiệu rõ ràng về một chiến lược kết thúc cho Israel. Với giả định rằng Israel có kế hoạch kết thúc xung đột, không ai thực sự nắm rõ tới đâu thì một chiến dịch quân sự sẽ được xem là đã đạt mục tiêu và có thể bắt đầu chuyển sang một tình thế chính trị. Trong ngắn hạn thì các chiến thuật là rõ ràng, Israel muốn chấm dứt tấn công rocket từ Gaza và muốn nghiền nát Hamas. Gaza chỉ rộng 360 km2, Israel đã huy động 360.000 quân dự bị để tiến hành chiến dịch này. Như vậy, những mục đích trước mắt như phá hủy đường hầm và có thể là tìm về các lãnh đạo Hamas chắc chắn là trong tầm tay một lực lượng lớn như vậy. Nhưng sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Hamas không chỉ hiện diện ở Gaza mà cũng hiện diện trên khắp các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Nhóm được ủng hộ xuyên suốt Trung Đông và khắp thế giới. Vì vậy, nghiền nát Hamas sẽ là rất khó đối với Israel cả về quân sự lẫn chính trị. Các tay chơi khác trong khu vực cũng có thể làm leo thang vấn đề như Iran, Hezbollah ở Liban. Nếu họ tham gia thì Israel sẽ phải chiến đấu trên nhiều mặt trận. Cuộc tấn công trên bộ tương tự gần đây nhất mà lực lượng Israel tiến hành là vào năm 2006 ở Liban. Khi đó họ vượt biên giới tiến vào miền nam Liban, tìm cách bắt các lực lượng Hezbollah trước đó đã bắt quân sĩ Israel làm con tin. Tôi đã chứng kiến trận chiến đó. Trong những thập niên trước đó, Israel đã không đối đầu với các tay súng như của Hezbollah tại bờ Tây. Câu hỏi được đặt ra là Hamas đã chuẩn bị sẵn sàng ra sao với hệ thống đường hầm, cạm bẫy và các tay súng có huấn luyện. Hamas sẽ gây bao nhiêu thương vong cho Israel? Israel sẽ gây bao nhiêu thương vong cho Palestine? Hai bên có thể chịu đựng được đến đâu? Tất cả đều còn chưa rõ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.